Rồi bây giờ cha nói trước nha, cha nói trước với mọi người bệnh nhân ở đây. Vừa rồi cha có cách đây là 3 tháng thì cha có đến Hà Nội để cha hội thảo cái cuộc giao lưu công nghệ cháo nano, dược thảo nano của các nhà khoa học đầu ngành của cả nước Việt Nam. Thì cách đây 3 tháng thì các nhà khoa học đầu ngành của nước Việt Nam cùng với các nhà khoa học của Mỹ và Canada đã đến đây để hội thảo một lần nữa cách đây 3-4 ngày. Chắc ông chủ tịch có nghe phải không? Thì hiện nay cái công nghệ chữa bệnh của chúng ta nó đã đi vào hoạt động, có được pháp nhân của Hiệp hội Lao động Sáng tạo, rồi có được bằng chứng của các nhà khoa học trong nước và ngoài nước đã xác nhận cho chúng ta chữa bệnh theo cái tinh thần của công nghệ cháo nano. Vậy thì sắp tới đây cha có nhiều cái công việc cha phải đi làm, cha phải đi hội thảo ở các nơi của trong nước cũng như quốc tế, cha không có phải ở đây nữa. Thì hàng ngày thì cha cũng theo dõi bệnh nhân và theo dõi các thầy chữa bệnh và theo dõi các bệnh nhân qua cái sự chữa bệnh của các thầy. Như vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi thì mọi người nhìn thấy trên bàn của chúng ta đó là có ông thầy Domenico Phạm Nhân Tây, là thầy trưởng ở trong các thầy đây. Và bên cạnh đó còn có các thầy điều trị. Thì các thầy này sẽ thay mặt cha để nhận bệnh với ông chủ tịch chữ thập đỏ của các xã trong nước Việt Nam mình. Thì bắt đầu từ hôm nay trở đi thì ông Domenico Phạm Nhân Tây sẽ thay mặt cha để nhận bệnh cho tất cả các bệnh nhân trong đất nước Việt Nam với ông chủ tịch địa phương của bệnh nhân và với bệnh nhân. Thì như cha đã nói, chúng ta chuẩn bị mọi thứ chu đáo thì công việc nó sẽ tốt lắm. Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đẫm máu, phải không nào? Vậy thì có một câu nói khác nữa thì đầu xuôi thì đuôi lọt, phải không nào? Rồi cũng có một câu nói khác nữa thì nếu chúng ta chuẩn bị chu đáo thì mọi sự sẽ thành công nha. Vậy thì với một cái căn bệnh mà gọi là căn bệnh nan y thì nếu chúng ta không có một cái sự chuẩn bị chu đáo về pháp lý, về cách chữa trị thì mọi sự không thành công. Vậy thì cha đã chuẩn bị cho tất cả mọi người một cái sân chơi và có cầu thủ nè, rồi có banh nè, rồi có khán giả nè, rồi có đủ thứ. Cầu thủ đó là ai? Đó là các thầy chữa bệnh ha. Rồi thuốc là một điều kiện, rồi bệnh nhân, rồi các khán giả. Đấy, cha đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì bây giờ cha trao lại cái trách nhiệm này cho các thầy đang có mặt ở đây. Các thầy nghe cha nói cho kỹ ha, để rồi mình phải có trách nhiệm, ghi bằng trách nhiệm cực kỳ với các bệnh nhân. Thì bên cạnh đó cha cũng luôn luôn cha theo sát cánh, theo dõi, để rồi cha còn phải có những công chuyện lớn hơn để cha đem những cái tinh hoa của công nghệ về cho các thầy, rồi các thầy sẽ truyền tải lại cho các bệnh nhân. Thì cha nghĩ cái đó thành công hơn. Còn nếu cha ngồi đây cha nói chuyện hoài thì chắc không thành công, phải không nè? Cũng chữa trị được mấy người đây thôi. Còn bây giờ cha thấy, cha nhìn thấy ở dưới cha có các thầy đang có mặt ở đây. Cha nhìn thấy ở dưới cha các thầy này giỏi hơn cha nhiều. Bây giờ cha cụ thể cho hỏi bà Kim Anh đi. Từ hôm bà vô tới đây tới nay cha có chữa bệnh cho bà không? Các thầy chữa, còn cha chữa về nhà cha như thế nào thì con không biết. Nhưng mà cha có rờ tới cơ thể bà không? Không. Cha có dồn tới không? Không. Mà hôm nay bà khỏe chưa? Khỏe rồi. Rõ ràng là bà thấy các thầy giỏi không? Giỏi. Giỏi, bà xác nhận rồi đó phải không? Rõ ràng là bà vô đây 2 tháng chưa? Được rồi. Cha chưa dồn tới bà là ai đúng không? Dạ. Cũng chưa thấy cái bệnh của bà như thế nào. Dạ. Cũng chưa có hỏi bà người ở đâu. Dạ. Chỉ có các thầy thôi. Mà hôm nay là bác sĩ nói bà đã hết tiểu đường. Và bà chỉ còn cái căn u vú thôi chứ không di căn nữa. Vậy thì bà chứng tỏ bà có xác tín rằng các thầy giỏi không? Giỏi. Giỏi. Xác tín điều đó phải không nè? Rồi. Giỏi mà nhiệt tình.
tình nữa. Giỏi mà nhiệt tình nữa ha. Bây giờ chị, ba của chị 87 tuổi nè. Bây giờ lần đầu tiên cha nhận bệnh. Rồi từ hôm đó nay cha có khám cho ba chị không? Không, cha có hỏi thăm. Cha có hỏi thăm thôi. Cha có rờ ổng không? Cha có cho ổng uống viên thuốc nào không? Cha có xúi ổng uống gì không? Xúi ổng ăn gì không? À, nhưng mà hôm nay ổng khỏe không? Cái khỏe đó là do ai làm ra? Vậy chị thấy các thầy khá không? Quá giỏi. Chị có cần cha ở đây nữa không? Vậy không nhất thiết cha phải chữa bệnh đúng không? Dạ. Nếu mà đòi cha chữa bệnh cho chữa con đứa một Còn nếu mà để cha không chữa thì các thầy sẽ chữa nhiều hơn. Mọi người có công nhận điều này không? Rõ ràng cha hỏi hai ca đó. Bây giờ cha hỏi ca ông Son Lê đâu rồi? Ai là người nuôi Son Lê? Hả? Người thân Son Lê đâu rồi? Cha hỏi con đi. Ba con vô đây bao lâu rồi? Ba con nay khỏe không? Từ vô tới nay cha có rờ bệnh ba con không? Vỗ vai là có. Chứ có cho uống thuốc gì không? Có nhắc nhở gì không? Chứ không có cho uống thuốc. Không có trực tiếp khám. Mà vậy là ai khám? Mấy thầy đây. Vậy con thấy ba con khỏe không? Vậy con kết luận các thầy giỏi hay là cha giỏi? Nói chung không cần cha thì vẫn được rồi phải không? Nói chung không cần cha chữa bệnh vẫn được, các thầy chữa đủ rồi ha. Mấy thầy chữa thì chữa một phần, nhưng mà một con thuyền mà không có người cầm sào thì mấy thầy chữa cũng không biết như thế nào, nhưng mà có cha cầm sào. Nói chung cha ở sao nhổ cỏ là được rồi. Phải vậy không? Miễn có cha ở sao nhổ cỏ là được. Còn các thầy đứng đầu sóng ngọn gió ha, để chống lại sóng gió giùm cho các bệnh nhân được rồi. Con thấy yên tâm phải không? Vậy thì từ nay trở đi cha không cần nhận bệnh, cha sao hè cho nhổ cỏ là được. Đúng vậy không nè? Mà hãy có gì báo cha. Không nè. Vậy các thầy nhận bệnh là con thấy ok không? Chị thấy làm sao? Mấy người này, chị Kim Anh thấy làm sao? Rồi, ông chủ tịch cũng thấy ok rồi phải không? Rồi, vậy bây giờ cha giao lại cái phần này cho các thầy bắt đầu từ hôm nay nha. Là cứ theo sự hướng dẫn của các thầy. Còn cha ở đằng sau hè nhổ cỏ, hễ có gì là cha hồ biến tới liền. Ok ha. Dĩ nhiên cha ở đằng sau hè chứ không phải mất cha đâu. Nhưng mà các thầy này luôn luôn là đi theo sự hướng dẫn của cha. Còn nếu mà giờ cha ngồi đây thì không có thuốc uống không nè. Không có thuốc uống là cha không có thời gian đi hội họp quốc tế hay là Việt Nam, cha không có giờ đó đi. Cho nên phải thương cha một chút, để cho cha rút ra cha đi, cha mới đem những cái hay hơn về trao lại cho các thầy, rồi các thầy mới dình dịnh vào cái hay đó cứu chữa các bệnh nhân. Không phải những bệnh nhân này mà còn cả các bệnh nhân trong đất nước yêu nước thương nồi, đúng không? Ăn trái với kẻ trồng cây, mình có mặt trên cõi đời này mình chưa bệnh chứ không phải mình không bệnh. Hôm nay mình làm thầy mình đừng tưởng mình không bệnh, rủi mình bệnh ai chữa đây? Cho nên mình phải chữa cho bệnh nhân trước. Và mình phải coi bệnh nhân như là người nhà. Cha dặn các thầy nha, mình phải xem bệnh nhân như là người nhà của mình, chứ không phải là bệnh nhân là bệnh nhân. Đó là cái tâm huyết của nhà nghiên cứu thực nghiệm, phải xem bệnh nhân như là người nhà. Còn giờ đây nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu xong cho mình rồi mình đi chữa bệnh, chứ giờ lại người ta nghiên cứu rồi người ta chữa luôn, ta còn nghiên cứu chuyện khác nữa. Ông chủ tịch đồng ý ha, còn nghiên cứu chuyện khác nữa. Rồi bây giờ như vậy là đã xong. Bây giờ xin mời mọi người đứng lên cho đọc kinh cho chúc lành cho, rồi bắt đầu lần này cũng như lần cuối nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Là Cha chúng con ở trên trời, ý Cha thể hiện dưới đất cũng. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con mở một cái đường hướng mới là giao lại bệnh nhân cho các thầy hỗ trợ chăm sóc sức khỏe các bệnh nhân nan y. Thì chúng con giao lại cái việc làm này cho quý thầy. Chúng con cầu xin Chúa hãy chúc phúc lành cho quý thầy. Chúng con cầu xin Chúa hãy mở tay
mở mắt, mở miệng, mở mũi cho quý thầy, để quý thầy sẽ dùng cái khả năng Chúa ban, dùng cái thời giờ Chúa ban, dùng cái sức khỏe Chúa ban mà đem đi để cứu con cái của Chúa đang tản mát khắp nơi, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tộc, ngôn ngữ. Miễn bệnh nhân đủ điều kiện đến đây thì quý thầy sẽ dùng sức khỏe, thời giờ, trí khôn để cứu người. Đó là cái lòng thành của chúng con. Cầu xin Chúa là đứng thấu hiểu mọi sự, hãy chúc phúc cho quý vị đang chữa bệnh ở đây, chúc phúc cho quý thầy ở đây. Xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, hãy luôn luôn che chở và gìn giữ quý thầy, để quý thầy mỗi ngày một sáng suốt hơn, hiểu biết hơn về công nghệ và thấu hiểu hơn về lòng người, và cảm nhận được tình yêu thương cho nhưng không của Chúa ban tặng cho con người. Để quý thầy sẽ dùng cái lời dạy đó, cái mệnh lệnh yêu thương và cho không đó chia sẻ lại cho con cái của Chúa ở trần gian này. Cụ thể hôm nay chúng con giao lại các bệnh nhân cho quý thầy, và bắt đầu từ hôm nay quý thầy sẽ làm việc với các bệnh nhân ở khắp cả đất nước Việt Nam, với đại diện chính quyền địa phương là chữ thập đỏ. Khi mà đưa bệnh nhân đến đây thì quý thầy sẽ làm việc với các bệnh nhân này. Chúng con xin Chúa chúc phúc lành cho quý thầy này, và chúng con xin Chúa hãy dùng bàn tay, dùng thời giờ, dùng khối óc, dùng con tim, dùng sức khỏe của quý thầy để phục hồi cái nguyên dạng cái sự sống lại cho bệnh nhân, để chúng con mong rằng bệnh nhân bình phục, bệnh nhân cũng sẽ rao truyền cái tin mừng đó cho tất cả những người đang khổ sở, và đưa cái tin mừng đó đến khắp cả mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách trong cuộc sống của đất nước Việt Nam cũng như của thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho quý thầy và tất cả các bệnh nhân đang có mặt nơi đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi bây giờ Cha giao lời cho quý thầy nhé. Rồi hôm nay thì tôi cũng xin thay mặt cảm ơn Cha Phêrô rất nhiều. Thì Cha đã tạo ra có cái công nghệ đột phá nano này để mà chữa bệnh ung thư, các loại là bệnh lân y. Thì đó là do nhờ ơn Chúa soi sáng cho Cha. Hôm nay Cha giao lời trách nhiệm cho các thầy, thì các thầy cũng ráng cố gắng để mà tiếp tục con đường để soi sáng hơn nữa. Thì xin hết. Rồi, xin mời mọi người làm việc nha. Tôi cũng xin nhắc với lại Chủ tịch Thập Đỏ, hôm nay thì Cha Tường nữa là cũng thông cảm. Chứ đúng như tôi không có lãnh cái bệnh này. Ông phải nhớ là khi một người bệnh về tới đây thì có ông và có những người vợ hoặc con ruột trong gia đình đi nuôi là mới được. Chứ còn như chị nuôi em nuôi chị, để bắt đắc dĩ á, cái người đó nó bệnh nặng hơn. Ở đây là coi như là đưa lên bệnh viện thì hai người đi hết rồi, người kia bệnh đó đâu có uống thuốc được đâu. Ở đây cũng không theo dõi được, nên mình đang cố gắng, mình phải nhớ lại là từ đây tới sau nhận bệnh phải có một người thân, một là vợ hay là con nha. Rất hay ở chỗ nào tôi thay mặt cho Hội Chữ Thập Đỏ là cũng xin rút kinh nghiệm, mà cũng xin báo cáo với các thầy thuốc cũng như chủ Cha Tường. Thì cái việc này nó thẳng rằng là vì tôi cũng trước khi đi là tôi cũng hỏi bệnh nhân rồi, cũng vì yêu cầu trước đây là mười mấy ngày rồi, nhưng mà công việc của tôi thì sắp xếp được. Thứ hai nó là sắp xếp ở chỗ cơ quan á, tại vì khi mà đi mang mọc đi thì cũng phải là xem xét thử cái đã. Thì báo cáo thì cũng chưa hỏi rõ chỗ bệnh nhân, nên là không ngờ là hai bệnh nhân là đều bệnh hết. Nhưng mà nếu mà tôi biết như vậy thì tôi cũng đề nghị phải có người nuôi đi. Nên là ngày chiều hôm qua là tôi cũng đón một bệnh nhân tại bến xe phía Nam á, thì đang đi CT, đi chụp phim trở lại là tại bệnh viện của Đại học Tây Nguyên á, thì tôi chờ miết đến đó là 5:30 mới lên xe được. Nên cái việc đó là cũng xin cáo lỗi và tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm. Và tôi cũng mong muốn rằng là hôm nay thì sự thật là tôi xuống đây là lần thứ ba. Nhưng cái việc mà từ chỗ chị Kim Anh cũng như là cháu Phượng ở đây, thì riêng cái đợt đêm, cái bữa đêm cháu Phượng xuống đây thì đi trên đường là tôi nghĩ là chắc không xuống tới nơi nổi, là vì
cháu Phượng này rất đau, đau mà không nằm được, nên bữa nay rồi xuống là tôi thấy là tôi rất mừng. Còn cái việc này thì chắc là trên mạng rồi cũng biết hết rồi, có nghĩa là những cái tỉnh mà vùng sâu thì không biết thôi, chứ còn những cái tỉnh mà lân cận với thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum rồi đi lên mạng là biết hết. Cái việc này thì rõ ràng là cha không nói thì đây cũng hiểu, vì cái việc này ví dụ ung thư bệnh nặng nhất và cuối cùng mới đem về đây thì rõ ràng là nhiều bệnh nhân đã chữa bệnh bớt, thì riêng tôi là thay mặt cho Hội Chữ Thập Đỏ của địa phương là trước mắt là xin cảm ơn chỗ cha Thường, thứ hai là cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của trại, thì cuối cùng là tôi không biết nói gì hơn, cũng xin chúc các thầy y bác sĩ có một sức khỏe dồi dào và cũng tinh hoa và cứu con người là trên hết. Đó là tôi xin hết lời. Ngoài các thầy thuốc như các bệnh đứng lên, cha con tấm thằng amen. Chúa xin Chúa sang cho chúng con không biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ. Kinh nói việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành về nhà bởi anh Chúa ai. Thì hôm nay thì tôi cũng thay mặt cha Phêrô để mà tiếp với cha để nhận bệnh. Thì bà con mình á, những ai mà bệnh lăn y thì coi như vô đây là con đường cuối cùng là sẽ chết. Thì mình vô đây thì mình ráng cố gắng để theo các thầy để luyện tập cho mình. Một là nấu cháo là sao, rồi ăn uống cháo làm sao để cho thầy dạy dỗ cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân ráng cố gắng mà để tiếp tục. Thì đây là chữa bệnh, đây là coi như là cháo nano của cha đã là tạo ra, phát ra để mà để cứu dân độ thế, cũng như là những cái cơn bệnh là hiểm nghèo. Thì do đó mà chúng ta phải ráng cố gắng theo pháp đồ này để mà chữa bệnh cho nó thành công. Thì tôi cũng mong rằng thì các lương y ở đây cũng ráng cố gắng để tiếp tục theo dõi bệnh nhân từ bước ra đi, trở về đây, đi tới đi lưu phòng nhà trọ thì các bệnh nhân đều theo dõi. Nếu có đặt pháp đồ thì sẵn sàng đuổi thẳng chứ không chinh sợ ai hết. Do đó mình ráng cố gắng. Và những người nuôi cũng phải ráng cố gắng để mà dìu dắt người bệnh cho ăn uống đầy đủ. Thì hôm nay mình biết được cái chỗ này thì coi như là để mà chữa bệnh, thì mình ráng cố gắng mà để trị bệnh cho nó thành công, chứ đừng nửa đường rồi bỏ chạy thì không được. Nếu mình nói bây giờ, hiện bây giờ mình nói bây giờ vô đây tôi ăn cháo ăn không nổi, thì bây giờ ăn cháo không nổi thì bây giờ làm giấy, khỏi làm giấy, cứ ra về. Còn nếu mình chấp nhận mình ăn, mình phải ráng cố gắng mình ăn, mình quyết tâm mình ăn. Còn bây giờ mình phải xét lại nha, bốn người này là bốn người bệnh là phải xét lại coi mình nhắm mình ăn nổi hay không rồi mới làm giấy. Rồi cứ làm ăn được thì tốt, chứ đừng nửa đường mà bỏ chạy rồi cái bắt đầu là ăn không nổi rồi mất công là Hội Thập Đỏ dắt về cực khổ lắm, bỏ vợ bỏ con bỏ này kia bỏ hết ngày giờ đi để dắt mình đi ha. Ráng nhớ vậy ha. Rồi thì giờ mời thầy. Mỗi người và mỗi nơi.
trong buổi xưa. Hãy gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Sắp xếp sự việc thứ hai nữa là chữa cơ quan thì cụ thể nhưng mà khi mà cầm mọc đi thì cũng phải là sắp xếp được thời gian mới cầm đi được. Nên là hiện nay là tôi cũng mong muốn là các bệnh nhân nên cố gắng phấn đấu chữa bệnh, và thứ hai là tất cả tư tưởng mà cụ thể như là những tư tưởng mà mình nghĩ mà nó bung lung thành bỏ về phía sau và hướng về phía trước và nghe lời của thầy thuốc để chúng ta chữa bệnh cho bớt bệnh. Chứ còn một lần dẫn đi thì rõ ràng vì trách nhiệm ở đây thì chắc các bệnh nhân biết. Vì trách nhiệm ở đây chỗ hội chữ thập đỏ của xã, của phường cũng vậy. Vì xuống tới đây là cái trách nhiệm của hội, và đưa bệnh nhân xuống đây thì chúng ta nên cố gắng chữa bệnh cho mau lành bệnh và sau đó bước về bước gia đình. Chứ còn cái việc mà thứ nhất, đó là thứ hai nữa. Còn ví dụ người đi nuôi bệnh thì cũng mong muốn rằng nếu mà muốn đổi người nuôi bệnh thì cũng phải chờ cái người kia xuống để nuôi bệnh nhân rồi chúng ta mới về. Cái người khác xuống ở lại nuôi bệnh nhân thì chúng ta mới về. Đó là trách nhiệm của bên chỗ bên hội dưới này để chữa bệnh cho bệnh nhân. Cũng như chỗ cha Tường có ý kiến ban đầu thì tôi cũng nhắc nhở lại các bệnh nhân nên cố gắng. Chứ còn chúng ta không phải là xuống đây mà để thử như vừa rồi chỗ thầy thuốc nói đó, không thử được. Vì chúng ta xuống chữa bệnh là nếu có lòng tin, chúng ta có lòng tin là chúng ta sẽ bớt bệnh. Đó là riêng chỗ hội chữ thập đỏ là tôi có ý kiến vậy, tôi cũng đề nghị cho các bệnh nhân nên cố gắng. Tôi có ý kiến. Cảm ơn hội thập đỏ. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sang nước cha trì đến như cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày được. Còn như chúng con cũng tha cái con ở chúng con, xin cha để chúng con sẽ chưa cơm vợ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy diện Chúa nhân từ cho các đảng linh hầu được linh châu nghỉ ngơi, dần xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lá dễ cùng. Amen. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Cũng cảm ơn các thầy đang cố gắng giúp đỡ cho những người bệnh cho nó tốt hơn. Cho cha nói câu này. Sau khi cha ngồi cho chứng kiến cái cảnh mà quý thầy với lại chữ thập đỏ địa phương của người bệnh đó, đến đây để mà nhận bệnh, thì cha nhận ra được một cái sự gần gũi rất là hay. Xem ra cha nhận bệnh thì lão luyện hơn, không nè, tại vì quen nghề thì đương nhiên giao lại cho các thầy. Nhưng mà cha thấy ở một nơi này rất là hay là các thầy, cha nhìn thấy mặt nào mặt ấy rất là thiện tâm, tất cả những gương mặt của những vị này nè rất là thiện tâm. Cha mừng là cha mừng chỗ đó. Còn nhiều khi những người mà dữ tợn như cha chừng chữa không hết bệnh đó, không nè. Cho nên cái bệnh này đừng tưởng rằng thuốc là hết, còn phải có cầu kêu cầu ơn trên nữa. Nhưng mà không phải kêu cầu ơn trên đồng nghĩa là mê tín, không có chuyện này. Thí dụ như chúng ta đạo Phật thì chúng ta cầu Phật, đạo Chúa cầu Chúa, đạo nào chúng ta cầu đạo đó. Thí dụ như giờ chúng ta là
là công dân, chúng ta là cách mạng thì chúng ta cầu Bác Hồ. Chuyện bình thường mà, một phút mặc niệm đó là nhớ ai? Nhớ Bác thì chúng ta cầu Bác Hồ, có gì đâu, chuyện là bình thường, phải không nè? Chúng tôi cầu Chúa, anh cầu Bác Hồ, ông này Phật thì cầu Phật, chuyện bình thường mà. Đó không phải là mê tín, mà nhớ đến những gì đã từng xuất hiện và đã khuất. Bữa nay giống như là đến chứng giám cho việc mình làm. Nhưng cha thấy cái sự lão luyện của cha, càng ngày cái ơn Chúa nó càng xa. Cho nên cha thấy cái sự mà đơn sơ chân thành như vậy nè, cha thấy cái sự gần gũi với bệnh nhân. Và như vậy các thầy này ta sẽ gắn bó với bệnh nhân, và bệnh nhân thấy vậy gắn bó với các thầy. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng sao, còn có cha, còn có Chúa, còn có Phật, còn có Bác, còn có đủ thứ nha. Ok, rồi sao chúc mọi người thành công vui vẻ nha. Rồi.